xin chào mọi người cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe chuyện tâm sự của dâm ấp trong rất nhiều kênh khác trong thời gian tới đây bên mình sẽ đăng tải nhiều chuyện mới hơn trên hai kênh tiệm bánh radio và tâm hồn ăn uống ngoài ra dâm ấp còn một kênh truyện ngôn tình tên là tiệm ngôn tình rất mong mọi người đón nhận nếu yêu quý tụi mình hãy bấm đăng ký các kênh cũng như chia sẻ video này lên facebook để mọi người cùng biết tới nha đó sẽ là động lực để chúng mình tiếp tục làm ra những video hay hơn cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thề, mấy ông IQ cao hình như IQ thấp tụt là có thật luôn ấy. Rõ là rất giỏi kinh tế có nhưng tinh tế thì không. Dạo này em đang quen một anh bên bách khoa học ngành IT. Quen do một lần em đi tình nguyện bên đội máu, tìm hiểu được một thời gian thì anh có rủ em đi chơi. Anh hỏi: "Em muốn đi ăn gì? Hay đặc biệt thích đi đâu không?" Em bảo tính em dễ lắm đi đâu cũng được anh ạ à. em bảo thế vì tính em dễ thật mà anh là người mời nên em muốn để anh chọn địa điểm anh cũng hào hứng bảo thế hả vậy thì anh biết đưa em đi đâu rồi anh sẽ đưa em đi thưởng thức mỹ vị nhân gian một nơi ngon nức lòng hà thành nghe anh bảo thế thì em mong chờ lắm em đang suy nghĩ là anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng Âu hay Á để còn biết lựa chọn trang phục make cấp cho phù hợp nữa Đến ngày hẹn, em mặc một bộ váy trông rõ là xinh như công chúa, chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ chàng cưỡi bạch mã đến đón. Tầm 15 phút sau, anh ấy đến, đi một con xe cúp không có yên sao. Anh khoác lên mình áo phông quần jean bó sát và thêm đôi dép lê. Lúc này em thật sự rất bối rối. Ai đời buổi hẹn hò đầu tiên mà anh ăn mặc xuề xòa, lại còn đi xe cúp không yên nữa chứ. Trông thấy em anh cười. Em hôm nay xin nhỉ? Em cũng chỉ đành cười trừ rồi bảo Anh đợi chút Em vào thay đồ đi cho dễ Anh vẫn kiên nhẫn đợi em 15 phút Đến lúc này em nghĩ Chắc chắn có nhà hàng Âu hay Á gì nữa đâu Nhưng em vẫn không thể ngờ được Là anh đưa em đi ăn bún đậu mắm tôm Một quán bên vỉa hè Đến nơi anh còn hí hưởng bảo Đến rồi đó em Giới thiệu với em Đây là quán bún đậu mắm tôm ngon nhất Mà bọn anh từng ăn đó Em ngờ vực hỏi Mỹ vị nhân gian mà anh nói là đây hả? Anh cười xòa. Dĩ nhiên, em nghĩ coi, bún đậu mắm tôm có đúng là tinh hoa nhân loại không? Em nghe mà chỉ biết cười trừ thôi mọi người ạ. Nhưng mà nghĩ đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại đi về? Thế thôi em cũng đành đâm lao theo lao. Lúc gọi món, em có dặn, em ăn nước mắm anh nha. Anh tròn mắt nhìn em, ủa, em hỏi ăn được mắm tôm hả? Kém thật, không ăn được là dở, mỹ vị nhân gian đó em. Xong rồi anh còn lẩm bẩm Bún đậu mà không có mắm tôm thì nuốt kiểu gì hết trời Em sượng trân nhìn anh luôn Không ăn được mắm tôm thì sao bình thường mà Sao phải làm quá lên vậy trời Ai cũng có khẩu vị của riêng mình chứ Nghĩ thế nhưng em không bảo gì Đồ ăn lên thì em cũng chỉ cúi mặt ăn thôi Em tính chuyến này là thôi Em và anh ấy không hợp rồi đó Vì cái bàn cái ghế vỉa hè Bé nên là bọn em ngồi khá là gần nhau Đã vậy anh còn nhiệt tình bắt chuyện với em nữa mà cái mùi mắm tôm từ mồm anh bốc lên nó mùi kinh khủng khiếp. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ăn rau sống, rau dính luôn ở chân răng, thề. Vừa ăn vừa nói nhồm nhòm nữa còn dính rau trên răng nữa. Nói thì nghe vô duyên, chứ em thấy kinh lắm ý. Sau buổi ăn, em lấy cớ là em bận việc rồi tự bắt bi về. Em cũng có gửi anh số tiền ăn bún đậu mắm tôm nữa. Sau khi về nhà, anh nhắn cho em. Em có vẻ ít nói nhỉ? Hay là em ngại anh? Không sao, Lần sau anh sẽ đưa em đi ăn nhiều hơn Rồi em sẽ quen ấy mà Anh biết nhiều quá ngon lắm Em chỉ khéo léo trả lời lại là Em hay bận lắm để tính sao đi anh Thật sự em thất vọng phải Học thì giỏi nhưng không biết tinh tế là gì Thế này thì em cũng chịu Ai đó gì thì nói Em không hấp thụ được kiểu bạn trai thế này Đúng là anh em Bách Khoa không làm người ta thất vọng Mà là tuyệt vọng luôn Chào mọi người, em là Ngân, hiện tại đang làm telesale cho một công ty bảo hiểm. Telecell, hiểu đơn giản là nhân viên giới thiệu sản phẩm đến người dùng rồi mời họ mua đó mọi người. Nói thật thì em làm part time kiếm thêm thu nhập thôi. Thề chứ cái bản hợp đồng nó dài như cái sớ em đọc không hết. Càng không hiểu nó viết gì, lấy đâu ra kiến thức mà đi tư vấn cho khách hàng. Em mới làm được một tháng thôi, nhưng kiểu khách hàng nào em cũng gặp qua luôn. Không phải em ngoa mờm đâu, nhưng có những kiểu khách hàng mà không chửi không được. Bữa kia em đang tư vấn cho vị khách nam để chọn gói bảo hiểm. Ban đầu đồng nghiệp của em mới là người phụ trách tư vấn chứ không phải em, sau đó thì được chuyển sang cho em. Lý do là em dịu dàng hơn, em xử lý ca này giúp chị ấy đi. Đó là lời quản lý nói với em như thế. Em cũng chả hỏi nhiều, bởi kiểu khách hàng chả có em dần quen rồi. Với lại nghề của em như làm dâu trăm họ, em đã sớm rèn dũa cho mình tinh thần thép. Theo đó em tiếp nhận tư vấn khách hàng kia thay đồng nghiệp của mình ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ khách hàng của em hứng thú về những gì mà em tư vấn còn bày tỏ ý định là mua gói bảo hiểm bên em nữa anh ấy nói anh thấy em tư vấn rất là dễ nghe dễ hiểu chứ không có như đồng nghiệp của em anh cũng đang tính mua bảo hiểm cho mình thôi được rồi cho anh chút thời gian để anh cân nhắc thêm nha em nghĩ quả này trúng mánh rồi gói bảo hiểm mà anh ấy định mua là gói cao nhất ở bên em lại còn hẹn em để bàn hợp đồng nữa chứ lúc em báo cáo lại với quản lý và chị đồng nghiệp kia ai cũng trầm trồ bảo là đúng là cái gì khó là có bảo ngân lo anh kia khó tính vậy mà em cũng tư vấn được nói thật lúc chị tư vấn cho anh ấy chị bực phải kiểu cứ tỏ ra là hiểu biết rồi lên giọng phán như đúng rồi hỏi đi hỏi lại một gói bảo hiểm ra vẻ anh đây chả thiếu tiền kiếp em nghe thế thì mừng thầm nếu mà chốt được hợp đồng với khách hàng này thì em đã đủ kpi tháng này rồi Lúc ấy em sẽ không còn phải khàn cổ đi năn nỉ từng người mua bảo hiểm nữa. Đang sung sướng trong niềm vinh quang. Hôm sau, khi em đến điểm hẹn với hợp đồng, đợi 30 phút, nhưng không thấy ảnh đến, nhắn tin không trả lời. Em gọi cho anh ấy, anh ơi, em đến nơi rồi ạ. À? Trái ngược với mong đợi của em, anh ấy quát, bố mày đang bận. Em giật bắn cả người, nhưng vẫn nhanh mồm đáp, dạ vâng, vậy lúc khác em chưa nói hết câu, người ta đã cướp mấy ngang rồi. Cái trường hợp này với bọn em cũng quen rồi em bực lắm nhưng mà sự chuyên nghiệp của mình giúp em nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục mặc giày đi tư vấn tiếp. Thề chứ nếu mà không phải quản lý bắt buộc thì em đã bỏ qua khách hàng tiềm năng này rồi. Đúng là nô lệ của đồng tiền mà. Hôm sau em lại tiếp tục gọi điện tư vấn. Trước khi gọi em đã cẩn thận nhắn tin hỏi. Anh ơi anh có đang rảnh không? Em có thể xin anh vài phút để gọi được không? Anh ấy nhắn lại rảnh em mừng thầm, nhanh chóng gọi cho anh ấy. Sau khi nhã 7749 lời vàng ý ngọc để tư vấn cho khách, thì khách chốt câu, thôi không mua, dạo này đang stress, tao mượn chúng mày để giải trí thôi, chứ ngu đâu mà mua bảo hiểm của chúng mày, mày mới ngu á. Đến lúc này em không thể bình tĩnh nổi nữa, em mới chửi lại. Tiên sư bố tổ sư cha nhà anh, không mua thì nói là không mua từ đầu đi, để người ta tư vấn cho nát mồm rồi bảo là đùa, lại còn anh chứ hứng thú cái bảo hiểm bên em nữa chứ Hẹn gặp xong còn không thèm đến Thứ rảnh rỗi xin nông nổi Anh bị điên hả Đều là làm công ăn lương với nhau Chơi trò gì mất dậy vậy Em chửi xong thì tắt máy luôn Cả phòng thì nhìn em chầm chầm Chị đồng nghiệp chưa còn dơ nút like Quản lý thì cười bảo Mày kinh thật đấy Chị tưởng là mày hiền dịu lắm chứ Hiền thì hiền nhưng mà gặp khách hàng hãm thế thì ai chịu được Mất công mất thời gian Tốn nước bọt cuối cùng trái được cái mẹ gì Bực mình Chuyện là giải trợ em mới có một anh trai chuyển tới. Anh này thì là sinh viên bách khoa, khoa công nghệ thông tin luôn mới chết chứ. Hồi đầu thì em cứ tưởng là ảnh sẽ là kiểu thanh niên tri thức, nhìn ngu ngu ngơ ngơ, rồi đeo thêm cái kính dày cộp và suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính dò bớt thôi. Ai ngờ đâu. Hồi đó em vừa đi học về thì thấy ảnh đang lúi húi bê đồ dọn vào trong phòng ở kế. Dù sao thì sắp tới cũng thành hàng sớm Nên em liền tiến lên chào hỏi nhiệt tình luôn Hello anh, có cần em phụ giúp một tay không? Ảnh nghe tiếng thì cũng quay người sang Vừa cười vừa đáp Chào em, em ở phòng bên cạnh hả? Dạ vâng Lúc bấy giờ em chỉ thấy ảnh cũng hiền Dễ thương thôi Chứ chưa có ấn tượng gì mấy Đợi tới khi phụ ảnh mang đống đồ lặt vặt vào trong phòng Thì mới nhận ra người ta là con trai Mà còn cẩn thận hơn cả mình kiểu mọi thứ sắp xếp cái gì ra cái đó luôn ấy thêm nữa ảnh cũng là con nghiện manga giống em luôn lúc dỡ mấy cái thùng cặt tông ra mắt em nó phải là sáng ngang với đèn pha ô tô luôn nha quý vị ai kêu trong đó là phun bộ kẻ ăn ác mộng inuyasha rồi bác sĩ quái dị toàn là những series mà em siêu siêu, siêu, siêu thích từ cái hồi mà còn đi thuê truyện về nhà đọc ấy chắc là thấy vẻ thèm thuồng của em đối với đống manga nên ảnh mới trọng lượng bảo Bé thích bộ nào thì cứ đem về đọc đi Nhớ giữ cẩn thận cho anh là được Vậy là em không khách sáo nữa Cứ thế lôi tất tần tật mọi thứ có thể về phòng luôn Mà tính ra từ hồi anh hàng sớm mới xuất hiện Là em phải tăng lên 3-4 ký không chừng Tại cứ dăm ba bữa là lại có người gõ cửa chơi gói bim bim, thanh kẹo, bịch bánh Rồi là thỉnh thoảng ảnh lỡ nấu đồ ăn nhiều quá Lại mang sang nhờ em tiêu thụ hộ Cũng phải công nhận tài nghề của người ta siêu siêu đỉnh luôn Món nào nấu cũng ngon hết á Chẳng bù cho em Vụn nhất là cái khoản nữ công gia chánh Thậm chí còn chưa bao giờ mà luộc nổi một quả trứng lòng đào nữa mà Mỗi vậy thôi thì chưa có đủ đâu Phải sao vụ này thì em mới chính thức đổ ảnh đứa đều đà Thì tại em là con gái Lại còn ở một mình Nên cũng hay bị đám thanh niên choai choai Ngồi dưới quán nước trước cổng khu trọ Bài trò chọc ghẹo ghét nhất là cái ngữ đã gầy đét xi mô cao còn bị đặt xăm trổ rồi miệng thì lúc nào cũng nhả khói y như cái ống bô hễ thấy em đi qua là sáp sáp vào trêu lấy trêu để gái xin đi đâu đấy đạp xe vậy có mỏi chân không hay là sang đây anh đèo cho đỡ mỏi tính em thì cục từ bé bình thường gặp tình huống này là em toàn vác dép ra ném thôi nhưng kiểu chúng nó thấy mình càng phản ứng càng thích hay sao ấy lần nào cũng như lần nào cứ thấy mặt em là phải hùa vào trêu cho bằng được nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây Thì chẳng có gì đáng nói Nhưng cái đám này nó bám da như đĩa ấy Thậm chí chúng nó còn mò được số phòng của em Rồi đứng trước cửa đập âm 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 Làm em ở bên trong sợ chết khiếp Nếu giữa thanh thiên bạch nhật chửi nhau solo Thì em không ngán ai Chứ này thân con gái một mình Ngoài kia lại là cả đám được trựa đầu xanh đầu đỏ Thì có là thánh nhân mới không hoảng Mai làm sao vừa đúng lúc em đang nhũng cả tay chân Thì anh hàng sớm đi làm về ảnh không nói nhiều chỉ nhặt cái cán chổi lên rồi phan cho chúng nó một trận. Đám kia thì toàn là bọn trẻ ranh, treo người thì được, chứ đụng chuyện là rén. Nên sau khi khạc nhổ rồi chửi bậy um sùm trước cửa phòng em, thì kéo nhau phắng mất. Đợi đến lúc chúng nó khuất dạng rồi ảnh mới vào, ảnh hỏi, bé ơi, bé có sao không? Khi ấy tại em đang hoảng, nên mãi mới mở được cái khóa cửa, vừa mới ngói ra, thì đã thấy ảnh nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Em không sao á, anh kìa, chảy máu luôn rồi. Thề là bình thường Em không phải là loại mau nước mắt đâu Mà lúc ấy tự nhiên cứ khóc tu tu Làm ảnh đã bị đau rồi còn phải dỗ Thôi Sao bé lại khóc rồi Anh vẫn khỏe tre đây còn gì Nào bé ngoan nín đi Nín đi anh cho kẹo Nghe đến đây là dù nước mắt nước mũi tèm lem Nhưng em vẫn phì cười thì ai đời một đứa 21 cái tuổi đầu rồi còn được dụ cứ như con nít đâu. Sau vụ đó em với ổng cũng thành đôi luôn Rồi em cũng nhận ra Yêu trai Bách Khoa Lại còn là dân IT cũng sướng lắm chứ bộ Giờ kiếm đâu ra được người vừa đáng yêu Vừa dễ thương Lên được phòng khách Xuống được phòng bếp như anh Khánh nhà em chứ Thôi bye bye mọi người Em xuống nhà đi chơi với người yêu đây Chào mọi người Em là Nhi Em có một người chị hơn em 6 tuổi chị ấy là sinh viên của một trường có tiếng ở hà nội bây giờ ra trường và về quê làm rồi ban đầu chị ấy không định về quê làm đâu chị em cũng có công ăn việc làm ổn định ở hà nội ngay từ khi còn đi học cơ chị bảo là rất thích công việc ở đấy nên muốn sống ở hà nội để làm việc một phần cũng vì tính cách của chị và bố mẹ khó hòa hợp nhau chị cá tính nên không thích gì là chị nói lại ngay kể cả bố mẹ nhưng bố mẹ em không chịu nặng nặc đòi chị về quê làm cho gần gia đình. Sau nhiều lần cãi vã thì chị em cũng đành nghe theo bố mẹ về quê làm việc. Về quê thì bố mẹ em có nhờ vả các mối quan hệ để xin cho chị một công việc nhà nước, nhưng chị chỉ làm một tháng rồi bỏ. Sau đó thì chị ở nhà, nhà em chả biết chị làm gì, chỉ thấy sáng nào cũng ngủ tới trưa, rồi tối lại thức đêm ngồi máy tính. Lắm lúc em hỏi thì chị bảo, xem phim, đọc truyện chứ làm gì. Từ lúc về quê chị cũng trầm tính hơn Ít đi ra ngoài Mà tiền thì chẳng hiểu lấy từ đâu để tiêu Không xin bố mẹ Cũng chẳng đi làm Bố mẹ em thì suốt ngày cằn nhằn chị Vì chị không đi làm như bao người Hàng xóm cũng nói ra nói vào Em cũng chỉ biết bất lực Vì chẳng hiểu gì cả Sau này công việc của bố mẹ em gặp vấn đề Nói đúng hơn là bị thua lỗ Lúc này mấy người cho vay thường xuyên đến nhà đòi Bố mẹ em thì đau đầu lắm lúc nào cũng bận rộn để xoay tiền cho người ta. Em thì chả biết làm gì để giúp bố mẹ. Em còn đang học cấp 3, đã đi làm được đâu. Có hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ mắng chị. Nuôi con chó con mèo lớn nó còn biết canh nhà. Đằng này nuôi con lớn chả nhờ cậy được gì. Cha mẹ thua lỗ cũng tự buộc mặt đi trả nợ. Chứ con cái chả giúp được đồng nào. Chị em chỉ lười biến đáp. Còn đã bảo bố mẹ đừng có đầu tư vào mảnh đất đó thì không chịu nghe. Giờ trách ai? Mẹ tiếp tục cằn nhằn chị, "Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi, làm sao để trả nợ mới là vấn đề, chứ không ngày mai người ta đến lấy nhà, đánh bố mẹ mày, lúc đó mẹ cũng không có nơi để về đâu con ạ." À. Chị suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Bố mẹ còn nợ người ta bao nhiêu?" Mẹ đáp, "Gần 3 tỷ." Chị chỉ trả lời nhẹ tên, "Mai còn ra ngân hàng gửi cho mẹ 3 tỷ." Nghe chị nói vậy cả nhà ai cũng sốc, bố hỏi, "Mày lấy tiền đâu ra lắm vậy? Mày có đi làm đâu?" Chị bình thản trả lời, không đi làm không có nghĩa là con không có làm việc Chẳng qua là con không thích công việc mà bố mẹ ép nên con không làm Con có làm việc trực tuyến trên mạng ở công ty cũ ngoài Hà Nội Chị nói xong thì về phòng Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng Bố mẹ thì cũng chỉ biết lắm lét nhìn nhau Lúc này em bảo Bảo sao chị toàn làm việc ngược giờ hành chính Con thấy chị thích công việc ở Hà Nội hơn Bố mẹ cứ cho chị ra Hà Nội làm việc đi Chứ ở nhà làm gì Trong khi ở nhà chị cũng có thoải mái đâu Chị lớn rồi để chị tự do lựa chọn chứ Bố lườm em rồi bảo Mày thì biết gì Bố nói vậy thôi Chứ em biết sau vụ này Bố mẹ cũng đành thả cho chị bay rồi Em biết họ vẫn thương yêu nhau Chẳng qua là không biết cách thể hiện thôi Bố mẹ thì sợ chị ở ngoài Hà Nội thiệt thòi khó khăn Chị thì ngại ở nhà gây mâu thuẫn với bố mẹ Chứ không phải là chị không thương Mà phải công nhận Chị ấy giỏi thiệt Chỉ làm việc online thôi mà cũng kiếm tiền tỷ nữa hôm sau thì chị ra ngân hàng để gửi tiền cho mẹ sau đó về nhà chị bảo đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng con trả nợ giúp bố mẹ sau này nợ của ai người đó trả con cũng không có nhiều tiền với lại tuần sau con sẽ ra hà nội làm việc trở lại con chỉ thông báo với bố mẹ vậy thôi em tôn trọng quyết định của chị ấy bố mẹ cũng chẳng thể nói gì thêm nhưng mà em sợ sau chuyện này khoảng cách giữa bố mẹ và chị sẽ rộng hơn em phải làm gì để hóa giải giữa họ đây Liệu mọi chuyện có tệ đi như em đang lo lắng không? Mong mọi người cho em lời khuyên với Chào mọi người Con bạn của em bị báo ứng Mà lây cho cả bọn em luôn rồi mọi người Chuyện là em chơi trong một nhóm Có một con bé khá là xinh Bọn em cũng chỉ biết là nó có người yêu thôi Chứ yêu ai thì em không rõ Nó không kể nên chúng em không hỏi Hôm trước cả đám đang đi dạo Tìm quán trà chanh Để vào buôn chuyện thì bị một nhóm người lạ mặt chặn lại trên xe bước xuống còn là một chị gái Đúng chất của chị Đại nữa Chị gái ấy hất mặt nhìn con bạn em Có nhận ra tao là ai không? Bọn em lý nhí hỏi nó Mày quen họ hả? Ai vậy? Sao mày quen họ? Xong rồi bà chị ấy đảo mắt một lượt nhìn bọn em Đứa nào đứa nấy đều rung Chị ấy bảo Chúng mày mà chơi được với cái thứ rẻ tiền này hả? Hay là cũng là một ruột như nhau? Bọn em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì Lắm lét nhìn nhau rồi nhìn chị ấy bảo chị ơi chị có nhận nhầm người hay thế nào không bạn em gây thù chuốc án gì với chị ạ à? lúc này chị em mới tháo kính đen xuống rồi lườm con bạn em bảo chúng mày chơi với nhau mà không biết chuyện nó làm hả vậy để tao công khai những chuyện nó làm cho chúng mày nghe nghe vậy con bạn em mới bắt đầu lên tiếng chị ơi đừng chỉ là hiểu nhầm thôi chị em không làm gì có lỗi với chị hết mà Vừa nói dứt câu, chị kia đã cho nó hai bạc tay rồi mắng xối xả. Hiểu nhầm hả? Mày ngủ với chồng tao trong khách sạn, bị tao bắt được mà bảo là hiểu nhầm hả? Lúc này, nhiều người bắt đầu vây quanh lại rồi. Bọn em chỉ nghe qua cũng đã đủ hiểu câu chuyện. Đứa nào đứa nấy ngưỡng chính mặt. Bọn em không hề biết chuyện này, chỉ biết là nó yêu anh nào giàu lắm hay chịu chuộng nó nữa. Không ngờ lại là người đó có gia đình. Nó bị tác đau quá, nó khóc, nó nói. Em xin lỗi chị nhưng mà em không biết là nấy đã có vợ mà chị. Chị ấy nghe xong lại tác thêm cho vài cái nữa Rồi giật tóc nó mà nghiến răng chửi Tao đã nhắn tin cảnh cáo mày rồi Mà mày bảo là mày không biết hả Mày thích nói láo không Bọn em thấy thế nhưng muốn ngăn cũng không ngăn được Vì có phải mỗi chị ấy đâu Còn một đám xăm trổ trợn mắt đứng nhìn nữa Bọn em chỉ dám nói với theo Chị ơi có gì từ từ nói chị ơi Chị ấy quay qua lườm nguyết bọn em Rồi phủi tay bảo Tao đến đây chẳng phải đánh ghen gì đâu Cái loại như mày Đánh nữa cũng chỉ bẩn tay tao tao đến đây là đòi lại những gì mà thằng chồng tao tặng mày mấy cái nhỏ lẻ thì tao không tính nhưng mà mấy cái trang sức chục triệu thì nôn hết ra đây lúc này bạn em bắt đầu tháo nhẫn vòng cổ lắc tai hoa tai đưa cho chị ấy rồi bảo em chỉ mang bao nhiêu đây thôi chị ạ à? em hẹn ngày mai em sẽ mang đến trả chị đầy đủ ủa em tưởng mấy cái trang sức nó hay đeo là hàng giả chứ tiền đâu ra mà nó mua hàng thật hóa ra là có người chu cấp Vậy mà suốt ngày đi khoe của, làm như là mình giàu lắm, kinh khủng thật. Cả đến mức này thì không thể vào bên nó nổi nữa rồi. Chị ấy cầm mấy cái kia, xem qua, rồi bảo bọn em. Chúng mày chơi, thì chọn bạn mà chơi. Chơi gì với con này? Có ngày nó giật bồ chúng mày đấy. Sau đó chỉ thẳng mặt bạn em. Còn mày nữa, ngày mai liệu hồn mang đến trả hết cho tao. Tao biết định gì của mày đó. Tao còn biết mày lén phén với chồng tao nữa. Tao sẽ cho mày cơ hội chính tạo hình khuôn mặt. Lúc đó đừng có trách tao Nói xong còn bố thí cho bạn em thêm cái tác đau điếng người nữa rồi mới bỏ đi Mà thật không hiểu nổi Bản thân nó có điều kiện tốt Mà sao lại đi làm mấy cái trò này Đụng ai không đụng lại đụng nhầm chồng của chị Đại Giang Hồ Người ta chưa đánh cho nhập viện là mai đó Thật không bên nổi Sau vụ này thì nó nghỉ chơi với bọn em luôn Chả ai bảo gì cũng không thể nào mà chơi lại được với cái loại người như nó nữa hết á Chào mọi người, mình đang ngồi gõ những dòng tâm sự này cùng hai dòng nước mắt rơi. Mình là Linh, 28 tuổi, người yêu mình, không, người yêu cũ của mình mới đúng. Anh tên Hoàng, bằng tuổi mình, tụi mình gặp và yêu nhau khi cả hai đang học đại học. Anh học rất giỏi, mình cũng không kém anh. Thời gian cứ êm đềm trôi đi, tụi mình ra trường đều có công việc ổn định, lương cao tụi mình vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc và vẫn là cặp đôi được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Dù là công khai với tất cả mọi người, nhưng anh chưa từng nói với mình về chuyện tương lai. Một vài người bạn cũng nói với mình là ra trường rồi cưới đi thôi. Mình cũng cười trừ, tặc lưỡi cho qua, vì nghĩ tụi mình cũng còn trẻ. Vài năm sau đó, trong tiệc sinh nhật nhỏ bạn thân của mình, nó được người yêu bất ngờ cầu hôn. Mình đem chuyện này về kể với anh ngầm đề cập với anh về chuyện tương lai của hai đứa, đợi kinh tế ổn định hơn thì mình cưới nha, cưới rồi sinh con, như vậy em sẽ đỡ khổ hơn. Khi ấy mình 25, đối với một người con gái, đây là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Nhưng vì yêu anh, mình vẫn tin những lời hứa hẹn ngon ngọt ấy. Về phần anh, anh vẫn yêu thương quan tâm mình không khác gì lúc mới yêu. Anh cũng dẫn mình về nhà giới thiệu với ba mẹ anh nên dần dần mình cũng không đặt nặng vấn đề cưới sinh với anh nữa rồi một hôm anh đề nghị hai đứa dọn về chung nhà để ở cho tiết kiệm chi phí thuê nhà chi phí sinh hoạt không hiểu sao lúc ấy mình lại rất vui mình ngây thơ nghĩ nếu sống thử thì sẽ tốt cho cả hai và mình dễ kiểm soát anh hơn thế là tụi mình thuê một căn chung cư nhỏ với mức lương của hai đứa tụi mình có một cuộc sống thoải mái mình và anh ở chung với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng thật sự. Sáng cùng nhau đi làm, tối về ăn cơm với nhau, tâm tình kể lễ rồi cùng nhau đi ngủ. Thời gian đó mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua, anh giờ đây cũng tạm gọi là thành công so với bạn bè cùng trang lứa. Với mức lương 30-40 triệu một tháng, con số mà nhiều người ao ước. Tụi mình vẫn ở chung trong căn chung cư đó, vẫn là người yêu của nhau. Nhưng lúc này tuổi của mình đã sắp 30 Mình không còn trẻ nữa Mình quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh Hôm ấy mình xin về sớm Chuẩn bị một bữa tối hoành tráng Toàn là những món anh thích Anh vừa đi làm về Nhìn vào bàn ăn và nói Nay nhân dịp gì mà nhiều món ngon vậy em Nay là ngày kỷ niệm của hai đứa đó anh Lừa anh hả Còn một tuần nữa mới tròn 7 năm yêu nhau mà Anh cũng nhớ hả Em tưởng là anh quên Mà anh cũng biết là 7 năm lần hả Em sao vậy? Sao lại không nhớ? Vậy mình cưới nhau đi. 7 năm rồi. Em cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ thì chưa được. Không phải bây giờ thì là bao giờ. Em sắp già đến nơi rồi anh có biết không? 3 năm nữa đi. Anh ở đây chứ có đi đâu mà em vội. Nói rồi anh vào phòng luôn. Trở tràng là đang rất vui. Nhưng khi nghe mình nói đến vấn đề cưới xin thì anh liền thay đổi thái độ. Lại đợi. 7 năm không phải là ít đúng không mọi người? nhưng anh vẫn bắt mình đợi thêm chả thế còn bảo mình vội hai tám tuổi người đàn ông mới bước vào cái tuổi gọi là chín chắn trưởng thành hơn nhưng đối với phụ nữ thì đã qua tuổi thanh xuân mất rồi bạn bè của mình thậm chí đã xin đến đứa thứ ba vậy mà anh vẫn còn bắt mình đợi những ba năm nữa mình ngồi giữa mâm cơm khóc như mưa lấy điện thoại nhắn tin cho anh nói rằng giờ anh chọn đi cưới hoặc chia tay và câu trả lời đã không thể làm mình đau hơn Anh chọn chia tay Và thế đó Bảy năm thanh xuân của mình kết thúc đơn giản như vậy đó Tiên trách kỹ Hậu trách nhân Trách mình quá ngốc nghếch Ngây thơ chờ đợi anh Để rồi nhận lại cái kết quá đáng lòng Thôi đành chúc cho thanh xuân của em hạnh phúc Với lựa chọn và quyết định của anh Em không chờ anh được nữa chào các bạn ở đây có ai là con gái mà suốt ngày được ba mẹ dặn dò là con gái thì phải nết na thùy mị đi nhẹ nói khẽ cười duyên như tôi không nhưng khổ nỗi tôi đã phụ lòng ba mẹ tính tôi sinh ra đã ào ào ăn to nói lớn đã vậy tay chân còn bụng về làm việc gì cũng phải ầm ầm chứ không khẽ khàng được nhiều lần mẹ mắng là con gái gì mà ăn to nói lớn tiếng ào ào óng óng làm việc gì thì à, y đúng kiểu dằn mâm sáng chén sau này á, chắc không thằng nào dám lấy Nhìn thấy mấy lần mẹ giật mình vì những lời nói và hành động không mấy nhẹ nhàng Mà có phần ồn ào của tôi Tôi cũng có chút hối lỗi Và cộng thêm để chứng minh ý nghĩ Con gái như tôi không ai thèm lấy của mẹ là sai Tôi đã lượm về cho mẹ một trang rể rất ư là nhẹ nhàng và tinh tế Chồng tôi là đàn ông Nhưng giọng nói lúc nào cũng dịu dàng Cử chỉ nhỏ nhẹ, làm việc gì cũng êm dịu Nhưng anh là trai thẳng 100% nha do tính tình người ta nhẹ nhàng thôi ý. trái ngược lại với tôi luôn phải nói là vợ chồng sinh ra là để bù đắp nhau mà cơ mà nghịch lý ở chỗ có chồng nhẹ nhàng là thế nhưng nhiều lúc anh lại làm tôi giật thót tim các bạn đang thắc mắc là làm gì phát ra âm thanh lớn thì mới làm người ta hết hồn còn người làm gì cũng khẽ khàng thì làm sao mà hết hồn được có đúng không vậy thì hãy nghe tôi kể nha đầu tiên nếu có ai đó xuất hiện sau lưng bạn mà không có một tiếng động nào thì bạn có rén không? Ở trong nhà cùng với chồng, nếu như lúc nào đó cảm thấy ai đang đứng phía sau lưng mà không phát ra tiếng động thì chắc chắn đó là chồng tôi chứ không phải vong đâu mấy bạn. Như lúc chồng bảo: "Em vào ngủ với con trước đi, anh xem đá bóng tí." Sau đó thì tôi thề là tôi chưa hề chớp mắt luôn mà vẫn đang miệt mài xem điện thoại. Một xíu sau quay lưng lại thì thấy lão chồng đã vào phòng và nằm ngủ kế bên từ lúc nào, không một âm thanh không một tiếng động. Má ơi giật thót tim mà phải quay sang chồng cảm thán. "Chồng ơi, đừng làm nhân viên văn phòng 10 triệu nữa, làm ăn trộm đi, nhà mình giàu to, anh tiềm năng lắm đấy." Chồng đã đi đứng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động rồi mà lại còn có cái tật hay khều vai khều chân chứ không lên tiếng gọi, làm tôi hú hồn hú hù vía mấy lần. Chuyện mà 5, 6 giờ sáng tôi còn ngủ mê, bị chồng kêu dậy đi làm bằng cách khều chân đã không phải là chuyện lạ. Các bạn cứ tưởng tượng mình đang ngủ say Thay vì nghe gọi vợ ơi Thì lại nắm chân kéo nhẹ Xem có khác gì mấy chuyện trong phim ma không Đỉnh điểm là hôm nọ con nằm ngủ Tôi đang nằm xem phim ma Phải chú thích thêm là tôi rất sợ ma nha Nhưng lại thích xem phim ma lắm Đúng đoạn cao trào Nam chính là tài xế đang chở một em ma nữ Giây phút tài xế nhìn vào kính chiếu hậu ghế sau Thì gương mặt ma nữ xuất hiện Với đôi mắt đỏ ngầu Và gương mặt đầy máu me đôi tay ma nữ đang định bóp lấy cổ của anh tài xế thì bất ngờ một đôi tay lạnh khác cũng chạm vào vai tôi tim tôi ngừng đập mấy nhịp hoảng hốt đến mức rớt luôn cái điện thoại và lập tức quay lại phía sau lưng đôi bàn tay lạnh ngắt đó không phải của ma nữ mà là của chồng tôi anh mang một ly nước cam đá cho tôi anh lý nhí giải thích vì sợ con thức nên anh không dám lên tiếng kêu em chỉ dám khêu nhẹ vai em nước cam nè em uống đi nhìn ly nước cam rồi nhìn gương mặt đầy quan tâm của chồng tôi thực sự không thể thốt ra được những lời trách móc nên tôi chửi luôn anh ơi em đang xem phim ma anh khều vai em như thế em hết hồn em đau tim em lịm luôn bây giờ chồng chỉ biết bụng miệng cười trừ thật chứ đã góp ý bao nhiêu lần rồi làm gì cũng phải phát ra tiếng động một chút hoặc lên tiếng gọi trước chứ đừng khều tay khều chân để tôi không hết hồn mà chồng vẫn không sửa được lại còn bị chồng phản bác là Mẹ dạy em gần 30 năm là con gái phải nhẹ nhàng, em cũng có làm được đâu. Hết mà tim tôi ổn, chưa bị đau tim mà lấy anh chắc đi chấu bà sớm. Yêu nhau vì trò chơi nhớ tên. Chào các bạn, ở đây có ai ấn tượng ban đầu với một người là rất ghét, nhưng dần dần lại thấy thích thích, rồi sau đó là yêu luôn người ta không? Chuyện tình yêu của mình cũng bắt đầu như thế đấy. Chuyện là vừa rồi mình có đi tham gia chiến dịch mùa hè xanh, trong đội toàn là những bạn và anh chị xa lạ, nên buổi đầu giao lưu mọi người đều tự giới thiệu. Mang tự giới thiệu gồm 5 gạch đầu dòng bắt buộc là tên, năm sinh, trường, quê quán và tình trạng yêu đương. Đến lượt mình giới thiệu, dạ, chào mọi người, em tên là Châu, sinh năm 2002, học trường nhân văn, quê quán Long An và chưa có người yêu. Vừa thốt lên câu chưa có người yêu xong là cả bọn con trai đều ồ lên rõ lớn, trong đấy có một anh liền hét lớn Châu ơi, mình đồng hương rồi nè Anh cũng ở Long An Để anh tặng em một đoạn thơ đậm chất ruộng đồng quê ta em nha Ước gì châu hóa thành châu Anh nguyện làm đĩa anh bâu vào đùi Má ơi Mình nghe thấy đồng hương còn chưa kịp vui vui Thì xin thề là nghe xong đoạn thơ đó Nó tuột bút kinh khủng Nên mình cực kỳ ghét thanh niên Vừa phát ngôn lên bài thơ đó luôn Cơ mà anh ấy cũng bắt đầu tìm cơ hội Để nói chuyện riêng với mình Em ơi mục đích của anh đi mùa hè xanh là để kiếm người yêu đấy em ở long an thì cũng cùng quê với anh sau này yêu nhau có cưới xin cũng dễ mẹ anh thích anh lấy vợ gần nhà mình thầm nghĩ cha nội này hâm thế mới biết cái tên chưa là người yêu nữa mà đã tính tới chuyện cưới xin gì ở đây nhưng điều làm mình thay đổi ấn tượng về ảnh là trong trò chơi nhớ tên sau một ngày sinh hoạt với đội mùa hè xanh trưởng nhóm liền tổ chức trò chơi này để kiểm tra xem mọi người đã thân thiết hết chưa và có ai bị lạc lỏng không hòa nhập được hay không vì mình là người hướng nội nhan sắc bình thường lại không có gì nổi bật nên mọi người ít ai nhớ được tên của mình sau khi hỏi ba người đều lắc đầu thì anh ấy lại xung phong xin thế mà mọi người không nhớ tên à em tên châu quê long an rồi anh tặng hắn ngâm một đoạn thơ ngọc ngà châu báo kim cương cũng đâu thể đẹp được bằng em châu nghe xong đoạn thơ này thì mình bật cười may quá thơ anh cũng có lúc có duyên đây đúng là con gái yêu bằng tay mà. Thật sự lúc này mình rất cảm động, vì anh ấy là người duy nhất nhớ tên mình và còn làm thơ khen mình xin nữa. Lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, cộng thêm nhiều lần tấn công qua anh ấy nữa. Như lúc nào làm nhiệm vụ cũng làm phần nặng cho mình làm phần nhẹ hơn. Đến giờ cơm luôn ngồi cạnh mình, thấy mình thích ăn trứng chiên, anh liền nhường phần trứng chiên của anh cho mình. Lại còn làm thơ, chỉ cần châu thích, anh nhích trứng sang. Nghe mấy bài thơ con cốc của anh cũng vui phết. Lúc ấy những điều mình từng nghĩ là anh tính toán từ trước để tiếp cận mình, như là anh đang cần tìm người yêu cùng quê mà anh ấy nhắc đến lúc trước, thì giờ đây mình xem đó là lợi thế để được làm người yêu của anh. Thế là mình bắt đầu bật đèn xanh cởi mở hơn với anh rất nhiều. Mình cũng dần dần yêu luôn những dòng thơ con cốc của anh. Giờ sắp kết thúc tháng mùa hè xanh rồi, anh và mình đã cùng nhau lên kế hoạch về quê Long An cùng nhau một chuyến đây. Trên đường đi anh còn làm một bài thơ con cốc. Thương Châu chẳng nói thành câu, thôi đành xin mẹ trước làm con dâu. Bạn thân đòi quà, tôi với Linh là bạn thân của nhau, chơi chung được 6 năm rồi, 4 năm đại học và ra trường 2 năm vẫn giữ liên lạc. Tôi là con trai còn Linh là con gái, chắc hẳn các bạn đang nghĩ giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn keo sơn gắn bó chứ, thế nào cũng sẽ có một đứa đang trồng cây si đứa còn lại đúng không? thì ừ tôi đang đơn phương linh nhiều lần tôi mập mờ tỏ tình và cậu ấy luôn lấp lửng từ chối khéo linh bảo thích tôi nhưng là thích theo kiểu anh em bạn bè chứ không yêu theo tình cảm nam nữ nên dù có bên nhau lâu quý mến nhau cũng không thể hẹn hò cố quá sẽ quá cố sợ cả bạn cũng không làm được nữa và chúng tôi cứ thế ở bên cạnh nhau với tư cách bạn bè thân thiết Chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự chuyện tình cảm với nhau. Linh không che giấu chuyện tình cảm với tôi. Trong suốt 6 năm làm bạn bè, tôi biết Linh có trải qua hai mối tình chống vánh. Mỗi lần Linh có bạn trai là tim tôi lại trước đi một nhịp đau khổ và tưởng chừng như sẽ tự bỏ mối tình đơn phương này. Nhưng khi biết tin Linh chia tay bạn trai là tôi lại vui mừng, tự huyễn hoặc rằng biết đâu tôi sẽ lại có cơ hội. Đến nay, theo điều tra, Linh vẫn còn độc thân, mấy hôm trước còn than là muốn lấy chồng nữa. Vậy là tôi đẩy mạnh quà cáp để lấy lòng cô nàng. Hôm nay tôi nhắn cho Linh gửi một cái bảng màu son. Này, chọn màu đi, tao mua tặng. Gì đấy, quà sinh nhật tao à? Ừ, đang sale, mua trước để dành đến đó, tao tặng. Linh phá lên cười và ngay lập tức chọn ra hai màu yêu thích. Tôi trộn rãi order luôn cả hai màu son Linh chọn. Đóng hộp và gửi quà đi. Trong đó còn cẩn thận viết tay một cái thiệp tỏ tình nữa kìa. Quá ư là cảm động. Nghĩ là chắc kỳ này nàng Linh nhà ta sẽ sao động mà thôi. Tôi đó. Tôi nằm lướt Facebook và thấy Linh đăng ảnh chụp chính xác là hình cái hộp quà chứa hai cây son của tôi. Nhưng caption nó lạ lắm. Quà của chồng tương lai tặng. Anh bảo là luôn muốn nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của mình. Tôi đọc xong dòng caption mà phải dụi mắt mấy lần. Ủa chồng tương lai là sao? Không lẽ Linh đã thấy chiếc thiệp tỏ tình rồi? Không lẽ Linh đã ngầm đồng ý lời yêu của tôi rồi? Tôi liền bốc điện thoại là gọi cho Linh ngay. Linh vừa alo, đầu dây bên đây tôi đã đổi cách xương hô. Linh à, anh đây, chồng tương lai của em đây. Linh dừng mất mấy dây ngạc nhiên. Ủa, sáng hả? Chổng gì? Mà bị hâm gì hả? Tôi ngạc nhiên. Thế mày đăng hình mấy cây song của tao tặng, còn kêu cảm ơn chồng tương lai là sao? Linh Phì cười, "À, mấy cây son là quà của mày hả? Vậy mà tao nhầm tưởng chồng tao tặng, thông cảm nha. Sinh nhật nhiều quà quá mày ạ." À. "Ê mà khoan, dừng lại khoảng tầm là 2 giây. Mày có chồng lúc nào vậy? Không phải là mày vẫn còn độc thân hả?" "À, thông báo luôn với mày, tao sắp cưới rồi. Anh này theo đuổi tao 3 năm rồi, nay ngỏ ý cưới nên thôi chốt đơn nhanh kẻo muộn. Ít hôm nữa tao gửi thiệp, mày qua chung vui với tao nha." Tôi nghe đến đây mà sốc toàn tập. "Trời ơi, Tôi theo đuổi suốt 6 năm Linh không ngó tới. Lại đồng ý lấy anh theo đuổi 3 năm là thế nào? Tức tối và buồn tình. Ôi, bỏ đi nhậu một trận linh đình. Về đến nhà mở điện thoại lớp Facebook. Thấy Linh vẫn chưa xóa caption. Mẹ bà, biết là nhầm quà của tôi rồi mà vẫn không xóa. Đã vậy bạn bè còn vào comment chúc phúc nữa chứ. Giận quá mất khôn. Trong cơn say tôi đã điện thoại cho Linh để chất vấn Linh. Này, cái này là tao tặng mày. Tình cảm của tao chứ không phải là vật để chồng mày sống ảo đâu. Tao hỏi thì mày bảo là còn độc thân, nên mới quà cáp mày. Giờ mày có chồng khi nào mà không báo tao? Mày lừa tao hả? Trả hai cái son lại cho tao. Linh bực bội nhắn tin, sao mày tên sang mà mày hẹn vậy? Mày tự tặng quà cho tao chứ có tao có ép mày đâu. Với cả tao có yêu ai lấy ai sao phải báo cho mày? Nói đến đây thôi thì tôi đang ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy cũng chẳng nhớ có chuyện gì. Cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy bài phốt mình trên trang cá nhân Linh. Bạn thân 6 năm tặng sinh nhật Linh bằng hai cây son khuyến mãi, kèm theo một lời tỏ tình. Nhưng khi biết tin Linh có chồng thì đòi lại. Kèm theo mấy cái icon biểu môi, tôi mới vỡ lỡ ra. Vậy là mất tình yêu, mất cả tình bạn, mất luôn cả danh dự. Đời chỉ còn lại hai cây son mà thôi. Giờ phải làm sao đây các bạn ơi?